anh chị vừa đến cho anh Quyết thì mặc rất là vừa này các bác. Bây giờ là có quần áo mới thì mặc rồi. Chết ổn luôn ạ. Ừ, tội nghiệp ông đi chấm phẩy như này, bây giờ thời gian đang làm nhà thế này thì không có ông thì không biết là như nào nữa rồi các bác ạ. Hôm trước thì vật liệu không vào được là ông là phải tự bố mình là đi bê từng hòn đá một để chèn vào cái những cái chỗ bị lún nhất quá. Cháu Khương xin chào tất cả quý cô bác, quý anh chị. Chào mừng quý cô bác, quý anh chị đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Lời đầu tiên cho cháu Khương xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể quý cô bác, quý anh chị và tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống các bác nhé. Ngày hôm nay cháu Khương lại tiếp tục có mặt tại nền nhà của hai ông cháu rồi các bác. Cái cũng được mà đi xuống nhà hai ông cháu thì mấy hôm nay nắng thì một số vật liệu thì cũng vào đến nhà của hai ông cháu rồi. Tuy rằng thì là vẫn chưa chở được đủ các bác thì cũng rất là vui khi mà những cái đồ cần thiết nhất trước mặt bây giờ đang chuẩn bị làm ấy thì là cũng đủ rồi các bác. Bây giờ thì cháu cũng xin mời quý các bác anh chị sẽ đồng hành cùng cháu Khương để đi kiểm tra lại cái một số vấn đề về vật liệu, còn xem xét là còn thiếu những cái gì không. Nếu như mà còn thiếu thì cháu Khương sẽ tiếp tục là gọi anh Chiêu chở vật liệu ấy thì tiếp tục sẽ chở nốt xuống đây các bác, sợ là trời mưa ấy. Ngày hôm nay lên thì không có nắng rồi các bác ạ. Sương mù rất là nhiều. Có khi là cháu Khương xem thời tiết ấy thì hết tuần này ấy, sang tuần sau là có khả năng là mưa này các bác. Thì bây giờ thì cháu Khương sẽ xem lại những cái đồ nào mà cần thiếu thì còn thiếu ấy thì cháu Khương sẽ chở nốt vào đây các bác. Đây ở bên dưới này thì là em Quyết rồi các bác. Quyết đang dọn dẹp ở cái chỗ gạch ở dưới này này các bác. Xin chào Quyết nhá. Đã làm gì đây? Đang ném mấy cái gạch để lên đây này các bác, sợ là xe qua ấy là bị sẽ bị lún này, là bị đè lên cái hỏng này các bác. Đây một số viên ở đây thì cũng do là cái hôm trước đổ ấy cũng muộn mới đến đây các bác, thì một số viên thì nó rơi xuống cái chỗ vết bánh xe đi ấy thì là nó bị vỡ một số chỗ rồi các bác ạ. Hôm nay Quyết thì ra đây đang nhặt một số chỗ mà đang bị vừa cái lốp xe là cho gọn lết lên trên này các bác. Xe đi lại thế rất là tốn, hỏng hết gạch các bác. Gạch đây là gạch đặt chuẩn luôn các bác ạ. Gạch này là cháu Khương lấy từ ngoài Bắc Quang lên đấy các bác. Cũng rất là xa, một chuyến xe từ dưới kia lên thì cũng rất là xa. Ở trên Xín Mần là không có cái xưởng gạch nào người ta bán này các bác. Gạch này thì là gạch chuẩn luôn. Thì trước đây thì cô My ở bên Mỹ thì cũng có bảo với cháu Khương rằng là mua cái loại gạch mà không cần chát ấy. Thì cháu cũng có qua tìm hiểu rồi và hỏi về cái giá cả của cái gạch đấy thì rất là đắt đấy các bác. Và về sau thì cháu cũng có thống nhất được với cả cô là không cần mua cái loại gạch đấy nữa, thì sẽ chọn lấy cái gạch này để làm cái nhà và sau này thì sẽ chắt đi chứ không để như thế. Vì ở trên này thì quanh năm thì là mưa rất là nhiều các bác ạ. Nếu như mà không chắt đi thì một lúc chắt thì sau này sẽ dễ là bị ngấm đấy các bác. Đấy, ở đây sương mù rất là dày đặc, quanh năm chỉ có tí thôi, thi thoảng thì mới có nắng được một chút thôi các bác. Quyết nào, Quyết chào con các bà đi. Dọn hết cái này là lấy đốt đi nhá, để gọn một số đi, xong rồi lấy đốt đi, chứ không vứt lung tung đâu. Quay ra đây chào con các bà đã đi. Con chào con các bà. Rồi, thế là em dạ làm ở đây lâu chưa? Lâu rồi à? Bây giờ anh sẽ dọn cùng em luôn nhé. Bên này thì đây rất là gọn rồi các bác. Nếu như mà cho xe sẽ vào bên này để đánh lái sang bên này một chút, đỡ phải sang bên kia, chỉ dọn một bên thôi. Dọn bên này cũng vứt hết bên kia. Găng tay đâu rồi? Găng tay đâu? Hôm trước anh mua cho đi đâu rồi? Tìm không thấy á? Hôm trước thì cháu cũng có mua một ít tay lên cho hai ông cháu, nhưng mà do là dỡ nhà ấy các bác, đợt cháu Khương mua lên ấy thì cũng chưa dỡ nhà, thì là để ở trong nhà, mà khi dỡ nhà xong rồi đông người, mỗi người vứt một nơi thì bây giờ là không tìm thấy.
hôm nay lên thì không nhớ rằng là không có găng tay nên là cháu Khuyết cũng không mua được cho em Khuyết đấy các bác. Để sau xuống thì cháu sẽ mua thêm găng tay để cho em Khuyết cũng như là ông làm những cái công việc gì cần đến thì phải đeo găng tay vào các bác. Đây giờ phải găng tay không như này để cầm gạch này dễ bị ăn tay lắm các bác. Em biết cái này là em gì không? Biết làm gì? Là nhà. Biết làm nhà rồi à? Nhưng mà ông đi đâu rồi? Quên. Ông ở nhà? Dạ. Sao ông không ra đây làm cùng em? Không bị đau chân. Hả? Không bị đau chân. Ông bị đau chân á? Dạ. Sao lại bị đau chân? Bị ngã hay như nào? Dạ. Ngã ở đâu? Ngã trên kia á? Dạ. Sao đi kiểu gì mà ngã suốt thế? Hôm trước là em vừa lăn lăn ở trên kia xong bây giờ lại ông lại ngã. Bị đau chân à? Dạ. Bị đau chân nữa rồi các bác. Trong thời gian đang làm nhà này thì thứ nhất là cần đến ông rất là nhiều các bác. Hôm vừa rồi nếu như mà không có ông thì là khả năng là đường chở vật liệu vào thì cũng rất là khó đấy các bác. Không đơn giản chỗ nào cả, ông là suốt ngày bên đá. Hôm nay thì thấy mình em Quyết đã đang dọn gạch này thôi. Còn ngoài ra thì là ông đang ở nhà thì đau chân. Tới nữa thì lúc nữa cháu với Khương với cả em Quyết dọn hết số này xong là cháu Khương với cả em Quyết sẽ đi xuống để thăm ông xem tình hình và sức khỏe của ông như nào các bác. Đây cầm cẩn thận nhá. Rơi vào chân vào tay là không hỏng được đâu đấy. Quá là tuyệt vời các bác. Đây thì bây giờ là chở mới thứ một ít trước thôi các bác. Vì là do chưa đủ để mà chở hết một phát thì cũng chưa đủ hết đấy các bác. Do là bây giờ phải mới thứ một ít đã, sợ là trời mưa. Thì nếu như có trời mưa ở đây thì cũng có thể là vẫn làm được đấy các bác. Mưa phùn thì sợ xe không vào được thôi. Còn người thì cũng làm bình thường. Đấy, cẩn thận vào. Nhặt từ trên xuống. Nhặt từ trên vứt đi xong rồi xuống. Đây này, phải ra đi. Bóng này là phải vứt sang một chỗ để lấy đốt đi Quyết ơi. Không là nó bị ô nhiễm lắm ấy. Bây giờ làm nhà phải làm gọn gàng sạch sẽ chứ không cái gì cũng vứt lung tung được đâu nhá. Thấy chưa? Hôm nay em không đi học à? Được nghỉ à? Đây được nghỉ đến hôm nay không đi học à? Nghỉ Tết Dương lịch đúng không? Có biết Tết Dương lịch không? Có. Tôi đã cho nghỉ mấy hôm ấy? Hả? Ngày mai nữa. Ngày mai một ngày nữa. Thế là Quyết là về nhà cũng phụ được ông rất là nhiều việc đấy các bác. Những cái việc như thế này đây thì là nếu như mà những bạn là trẻ nhỏ ở chỗ khác ấy thì cha mẹ bao bọc thì có thể là những công việc này làm gì đã biết làm đâu quá. Một em nhỏ năm nay có được 10 tuổi thôi, sống với ông ngoại mà bây giờ cái công việc ở nhà là hai ông cháu tự làm hết. Khi mà chia sẻ những cái thước phim về cuộc sống của hai ông cháu khổ sở trong rừng thì có nhận được tấm lòng vàng của các bác gửi đến cho hai ông cháu và bây giờ thì cũng đã đủ. Một phần nào đó gần đủ cái kinh phí để làm nhà rồi các bác. Nó sẽ đẩy nhanh cái tiến độ để làm nhà ở Tết này để xong xây nhà mơ ước cho hai ông cháu đón Tết các bác. Đấy nhà nhà thì chỗ này thôi là xe qua được là được rồi. Cái kia không phải nhà nữa đâu.
được rồi. Đây là xe qua được rồi. Để cho hết vào một đống bên kia nhé. Lấy đốt đi. Cái này chơi dưới nhà thì là đây là cái nền nhà cũ của hai ông cháu này các bác. Là làm một cái nhà sàn gỗ ở đây này. Đây là chỗ ngủ của em Quyết ở đây luôn đấy nhà. Còn nhớ chỗ ngủ em ở đâu không? Chỗ nào? Chỗ này đúng không? Trước em bị rơi xuống là rơi xuống chỗ này đúng không? Còn nhớ không? Tí nữa là cái chỗ ngủ của em Quyết ấy. Ở đằng sau là có một lỗ thủng rất là to này các bác. Là đêm hôm nào ngủ về ấy, ngủ say như kiểu nằm mơ ấy, thì rơi xuống cái chỗ đằng sau ấy, bị rơi xuống này này. Cũng rất là may mắn là đầu của em Quyết là không rơi vào chạm cái hòn đá này này các bác. Nếu như mà chạm hòn đá này thì biết là như nào rồi. Đây các bác, vật liệu thì cũng vào cũng hầu như là gần đủ rồi. Sắt chiếc là cũng khó hết rồi đấy các bác. Sắt thì cũng lấy dưới kia lên. Ngoài ra đằng sau chú Cương đây là một đống xi rất là to này các bác. Biết là xi có đủ chưa? Biết là ở đây bao nhiêu bao không? Xi măng mát 40 các bác ạ. Xi măng Tân Quang, Vina Connect. Hầu như ở trên này là dùng cái loại xi này là tốt nhất rồi các bác ạ. Đây là xi chuẩn ở trên Hà Giang thì 6 rồi. Sắt thì là sắt 6 này. Còn sắt 6 này là sắt đai này, đai dầm, đai cột đấy các bác. Còn cột thì sẽ là chạy bằng cái phi 16 này các bác. Phi 16 thì này là khả năng là hình như là làm 8 cột đấy. Thì cháu cũng chưa nắm rõ về cái anh em thợ là thiết kế như nào. Vì cái nhà của hai ông cháu thì cũng ra làm như kiểu là nhà A Hải với cả nhà Yến Bơn đấy các bác. Tuy rằng thì nhà của ông sẽ khang trang hơn một chút. Cháu Cương sẽ làm rộng hơn. Vì hai ông cháu thì tới nữa làm sao để lo cho em Quyết có cái chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng. Để sau này còn học hành đến nơi đến chốn đấy các bác. Chứ không học hành thì là cứ ở trong cái ngôi nhà như thế này thì không bao giờ là đủ những cái mặt về kinh tế để mà làm nhà để có cái chỗ ăn ngủ đàng hoàng đâu các bác ạ. Đấy, cái ngôi nhà thì xuống cấp rất là trầm trọng rồi. Bây giờ dỡ ra thì làm một cái túp liều ở dưới kia để cho hai ông cháu làm sao để ở tạm một thời gian trong thời gian đang chờ đợi làm nhà ấy các bác. Chắc là khoảng tầm một tháng từ đây đến Tết thì may ra chắc là nếu như mà thời tiết cứ như thế này mà ủng hộ anh em đội thợ thì sẽ rất là nhanh thôi các bác. Vì cái này là không đổ mái, đổ cột lên xay và chát lên thôi các bác. Đấy, bây giờ thứ nhất là cái chậm nhất là móng này. Móng bây giờ thì cũng gần xong rồi các bác. Trời, cái chỗ mà hôm trước ấy cháu Cương có nhờ cái máy xúc là rào qua một cái rãnh đằng trước này rồi các bác ạ. Vì ở đây vướng đá to rất là nhiều. Thế bây giờ thì sẽ khơi lại, khi nào mà anh em thợ đến thì là sẽ đo đạc lại cho nó chuẩn, xong là bắt đầu lại đào tiếp để mình sẽ kè đá lên và chạy một hàng dầm cột và treo từ trên dưới kia để lên đấy các bác. Ở cái gian hàng ngôi nhà của hai ông cháu thì sẽ là có hai phòng ngủ, một phòng khách và một cái bếp liền với cả ngôi nhà luôn các bác. Là hai cái phòng ngủ, có Quyết một phòng này và ông một phòng nữa. Đấy, sẽ phòng sẽ dồn sang bên này này các bác. Dồn phòng ngủ sang bên này đã, xong là sẽ không gian chứa này. Sẽ làm một cái chỗ phòng khách đấy các bác. Có thể là phòng ngủ cháu Cương sẽ thiết kế làm sao để rộng ra, là sau này là kê một cái giường này, một cái tủ quần áo đấy. Thì là cô My cũng có dặn với cháu Cương rồi, thì làm sao để thiết kế hai phòng ngủ là rộng rãi hơn một tí để Quyết có để giường vào, xong cái tủ quần áo vào nữa cho nó rộng rãi. Thế còn ngoài ra ở đây chỗ này là phòng khách, làm hết phòng khách sẽ dịch sang một bên là làm cái bếp bếp nhà ấy các bác. Bếp nhà là chung tường với cả cái ngôi nhà to rồi. Là một cái mái dốc như này này, dốc thẳng đứng như này này các bác. Còn cái hố này thì cái cơ cũng nhờ là người ta đã đào qua rồi.
sẽ được chôn ở dưới dưới nền của cái bếp đấy các bác. Là một bể phốt ở dưới này, xong là cho nó bằng mặt trên này, bắt đầu là họ sẽ xây lên đấy, làm cái nhà bếp ở đây luôn. Đằng sau này thì sẽ là một cái bếp bếp là làm sang này chứ, bếp 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 lửa, là một cái bếp lửa để hai ông cháu còn mùa đông đến, nếu như mà ông là muốn sưởi ấm lấy củi đốt thì có thể là làm một cái lò ở đây là thất khói lên trên đấy các bác, sẽ không ảnh hưởng đến cái ngôi nhà cả. Đấy, nếu như mà không làm cái bếp khói đấy thì khi mà đun lửa lên ấy thì sẽ khói vào hết nhà, và sợ là sau này làm nhà xong mà sơn ấy thì nó sẽ bị đen hết nhà ấy các bác. Hôm nay thì cũng anh em thợ cũng chưa xuống được các bác ạ. Anh A Hầu với cả anh Chủ Phúc ấy thì cũng đang dồn làm nhà của hai chị em bên bơn. Lúc nãy thì cháu Khương cũng có gọi anh Phúc rồi, anh bảo là đang có hai cột là buổi chiều này sẽ đổ nốt và ngày mai sẽ chia ra là một số anh em thợ là ở trên đấy để bắt đầu xây tường, còn một số anh em sẽ xuống đây để đào móng và làm móng ở dưới đây luôn đấy các bác. Thời gian Tết này thì hai nhà cùng dồn dập một thời gian ngắn để cho hai gia đình Yến Bơn với cả hai ông cháu sẽ có hai cái ngôi nhà để đón Tết trong năm nay các bác. Đấy, thời gian rất là gấp rút, cũng mong sẽ các bác sẽ ủng hộ thêm về cái mặt kinh phí để làm sao để cho em Quyết với hai ông cháu sẽ có một ngôi nhà hoàn thiện nhất trong Tết này các bác. Bây giờ cái kinh phí mà cháu Khương nhận được thì cũng gần đủ rồi. Đấy, chỉ mong sao thì các bác sẽ ủng hộ, và sau này nếu như mà làm nhà xong, nếu như mà các bác mà em Quyết có duyên với các bác thì cháu Khương sẽ làm sao để có cái phát triển kinh tế tại gia đình của hai ông cháu, có thể là làm một cái chuồng lợn to hơn một chút để ông ở nhà có thể là vừa nhà chăn lợn được, vừa nuôi cá được, và lo cho em Quyết có cái nguồn kinh tế để lo cho em Quyết đi học đến hết, có khả năng là hết lớp 9 xong rồi đến 12. Đấy, đến 12 để mà đi học đại học, thì ở trong rừng này thì bây giờ không thể nào mà kiếm ra tiền để mà lo cho em Quyết đi học cả các bác ạ. Những ngày mà cháu Khương chưa lên đây để chia sẻ hoàn cảnh của em Quyết với cả ông thì là cũng có hai ông cháu chỉ có đi lên rừng già trên kia để lấy củi mang đi bán thôi cô bác. Đấy, rất là tội nghiệp. Đấy, mong sao thì bây giờ làm nhà xong thì cháu Khương sẽ tiếp tục là gắn bó với hai ông cháu để cho hai ông cháu có cái kinh tế tại gia đình để giúp cho hai ông cháu có cái nguồn thu nhập các bác. Chứ bây giờ để làm nhà xong mà con có cái cần câu cho hai ông cháu để câu cơm thì là cũng rất là khó để mà kiếm ra tiền đấy cô bác. Anh cũng mong các bác sẽ hiểu cho cháu Khương về cái vấn đề này. Đây, ở đây thì đá hộc thì cũng đá vào đây rồi các bác ạ. Đá hộc thì cũng đầy đủ rồi. Có khả năng là lấy một xe trước, nếu như mà còn thiếu thì sẽ tiếp tục là chở về các bác. Bây giờ mà chở nhiều quá thì là ở cái chỗ đổ vật liệu này sẽ không đủ rộng để mà đổ hết vật liệu à các bác ạ. Anh Chiêu thì cũng có mấy hôm vừa rồi ấy, thì chở cái vật liệu mà sang nhà hai ông cháu thì coi như là mấy chuyến chở vật liệu nhà hai ông cháu thì anh Chiêu thì là từ thiện thôi các bác ạ. Là làm chở ra đây thì nào là mất bao nhiêu thời gian mới được một chuyến vật liệu sang đây, nhưng mà đến nơi lại bị lún. Xong là hôm trước nghe tin là thấy anh Chiêu bảo là bị xe là bị hỏng hai quả lốp với cả bị cái gì bộ máy các bác, là sửa hơn hết thế là hơn 20 triệu đấy các bác ạ. Coi như là anh chỉ làm từ thiện thôi, không dư được đồng nào rồi các bác. Khi mà các cháu đi làm thực hiện cái chương trình thuyền nghiện đấy thì là cũng có rất là nhiều những anh chị cũng như là mọi người cũng ủng hộ, như là anh Hầu thì cũng đi làm nhà anh nhà em trai là con trai nuôi của Quân ấy, của A Hầu ấy, là em Quân 14 tuổi các bác, đi làm ở đấy liền lố to luôn, tính ra là không được ngày công nào luôn các bác ạ. Đấy, cũng rất là tội nghiệp. Khi mà anh em cũng rất là nhiệt tình về cái vấn đề này, cũng rất là vui các bác.
Đấy, sỏi thì ở trên này là bây giờ là người ta là không cho khai thác được các bác ạ. Sỏi làm bằng là cái sỏi sỏi đá vôi ấy các bác. Bây giờ là họ không cho khai thác nên là không lấy được nữa các bác. Đấy, chỉ lấy cái sỏi này thôi. Sỏi này cũng rất là tốt này. Sỏi này là sỏi ở chuối các bác. Sỏi này thì quá là đẹp. Cái sỏi này còn tốt hơn cả cái đá 1-2 kia các bác ạ. Để nhặt ở trong rừng về. Thế ông đang ở nhà làm gì đấy? Ngủ hay là ngồi ở nhà? Ngồi á. Thế bây giờ anh với cả em đi xuống để thăm ông nhà. Đi. Nhà em biết làm cái gì không? Biết để làm cái gì không? Cô. Làm cô đó. Cũng biết đấy nhỉ. Đấy, cái gì cũng biết được các bác ạ. Thế năm nay em được 10 tuổi thôi. Để tầm cho em quyết tầm độ 7 đến 8 năm nữa đi các bác. Là đủ 18, 17, 18 tuổi là em quyết là sẽ hiểu hơn được các bác. Bây giờ còn rất là nhỏ, còn chưa biết cái gì đâu. Rất là ngây thơ này. Đấy. Đi về thôi. Thế ba lô được không? Thế ba lô được không? Ba lô của anh rồi. Nặng lắm ấy. Thôi để anh. Đấy, để nó khô là đốt đi nhé. Không để như thế này đâu, bẩn lắm. Nếu mà làm nhà xong đấy các bác, cháu Khương đang tính là sẽ múc ở cái khu này để làm một cái ao này. Đấy, làm một cái ao cá ở đây. Và ở bên dưới kia là sẽ là một cái chuồng lợn, kẻ đằng trước kia một cái đường lối đi lại, có thể là xe máy đi lại này các bác, là làm một cái đường luôn. Và cái lối này sẽ là làm một cái ao to cho hai ông cháu để nuôi cá, có thể là nuôi vịt, nuôi ngan nữa các bác. Đó. Bây giờ thì mấy hôm nữa thì cháu Khương sẽ có thời gian hơn, thì cháu sẽ lấy xe máy cũ của cháu Khương này, cái con xe máy này này, sẽ cho ông là đi tập, là khi mà ông biết đi ấy, thì cháu Khương sẽ chuyển nhượng lại cái con xe mà hiện tại cháu Khương đang đi ấy. Thì cô My cũng có dặn với cháu Khương rồi, thì là mua cho hai ông cháu một cái con xe để đi. Và cô có dặn với cháu Khương là bây giờ nếu như mà để ông lên trên kia mua thì cũng rất là xa, thì cô là sẽ bảo là cháu Khương lấy cái con xe của cháu Khương đang đi cho hai ông cháu, và cho ông là tập đi để đưa đón Quyết hàng ngày cô bác. Nếu như mà Quyết cứ ở như thế này thì là sáng thứ hai, tối chủ nhật là phải đưa em Quyết đi học, và sáng thứ sáu là bắt đầu ông là từ đây đi để đến xá để đi đón em Quyết về. Buổi gần đầu buổi chiều ấy thì mới từ đây về đến xá được ấy cô bác, rất là xa. Và mong sao ông sẽ tập xe và biết đi, thì cháu sẽ chuyển nhượng lại cho ông con cái xe này, xe xanh màu xanh của cháu Khương đang đi ấy các bác. Bây giờ thì đi xuống nhà của hai cháu đi các bác. Cố này thì bảo ông đừng lấy đốt nhá. Đây là cái nữa tận dụng làm cái chuồng lợn ấy. Đấy, cây thì rất là nhiều các bác ạ. Có thể là bây giờ cái cây này nếu mà tận dụng làm cái chuồng lợn thì quá là tuyệt vời rồi các bác. Đấy, phải đi lên rừng đấy. Anh em thợ đến thì sẽ đứng ở chung với cái ngôi nhà hiện tại hai cháu ở thôi các bác ạ. Đấy, ở đây luôn. Rửa tay đi. Rồi anh nước nhé. À dưới đây, dưới đây, dưới này nước không phải rắn đi. Đã rửa tay không qua nhà đi. Nước ở đây thì là từ trên rừng già chảy xuống các bác. Nước rất là lạnh ở đấy. Nước là không phải mua, không phải xin ai ở các bác. Đây là ông là ở gần chuối này thì lấy nước tạm cũng được các bác. Nếu như mà làm cho ông một cái ao nữa thì dẫn nước này về thì quá là tuyệt vời rồi các bác. Đấy chưa? Đi, về đi.
Quyết ăn cơm chưa? Hả? Ăn rồi à? Cái bộ quần áo rất là đẹp được chính cô bác anh chị gửi đến cho anh Quyết thì mặc rất là vừa này, cô bác. Bây giờ là có quần áo mới thì mặc rồi. Như bữa trước là khi mà cháu chung xuống đây thì gặp lần đầu tiên em Quyết đấy là mặc một cái áo dân tộc người Nùng ấy cô bác, là bị rách ở cái chỗ túi đây này, là em Quyết là tự khâu tự vá luôn đấy cô bác, rất là tội. Ủa, ông đâu rồi? À ông đang nằm à? Vâng, cháu về à? Vâng. Bị đau chân quá. Bị đau chân á? Vâng. Ông bị đau chân á? Vâng. À mời cháu uống nước. Vâng vâng. Thế ông cứ làm đi. Vâng. Cháu này bị đau chân thế nào, bị đau chân không? Hôm qua đi lấy tủ ông ở chiên này thì nó đang lấy hiệu chặt chặt thì nó bị hòn đá lăn xuống. Lăn xuống á? Ôi hồ. Đây á? Vâng. Ông bỏ thuốc gì vào đây? Bỏ thuốc nam. Thuốc nam á? Vâng. Ông lấy ở đâu ra? Khách tự lấy. Ông tự nhặt á? Vâng. À bảo thằng Quyết nhặt hộ. À cô bác ạ, ông gì ở trong rừng này thì cũng có rất là nhiều bài thuốc về thuốc nam ấy cô bác. Hôm trước là cũng nhặt cho anh em ít thuốc xương khớp và mang gửi cho các bác ấy, là ông cũng tự nhặt. Đấy bây giờ bị đây là bị đá lăn xuống hay như nào? Vâng, đá lăn xuống được vào đầu gối. Được vào đây á? Vâng. Ồ. Được vào ngay chỗ cũ mấy năm trước gãy. À thế là chân ông ở đây cũng bị gãy một lần rồi á? Vâng. Ồ. Hôm qua bây giờ lại bị đau à? Vâng. Có bị vết thương gì không hay là? Không, nó hòn đá có vết thương một tí, nó lăn xuống thì nó đập vào. À. Kiểu nó đau gì trong xương ở trong. À. Vào nữa cháu. Vâng vâng. Ông có đi được không đấy? Được được. Có đi. Đau quá thì thôi. Vâng. Thì ông cứ làm đi, nếu mà đau quá. Vâng. Uống nước. Vâng. Thì là ông trước đây là cũng bị. Vâng. Gãy ở cái đầu gối rồi, bây giờ vâng. Lại bị tiếp tục bị như thế thì là đau lắm. Thì trước là hầu như là gần khỏi đấy không? Vâng, chết được khỏi. Vâng. Chết ổn luôn ạ. Hơi bị ếm. Vâng, tội nghiệp ông đi chấm phẩy như này, bây giờ thời gian đang làm nhà thế này thì... Vâng. Không có ông thì không biết là như nào nữa rồi các bác ạ. Hôm trước thì vật liệu không vào được là ông là phải tự bố mình là đi bê từng hòn đá một để chèn vào cái những cái chỗ bị lún hết quá. Bây giờ bị đau như này thì cũng rất là tội. Mới làm xong cái việc này lại bây giờ lại đến cái việc là ông bị đau chân như này. Mấy con lùng? Không có phải nhóm đâu ông ạ, không phải nhóm đâu. Nhóm tuần đất đúng. Thế là vật liệu là hôm qua là bê muộn đúng không? Vâng. Mấy giờ là về ông nhỉ? Về đêm à? Về đêm. Đêm lúc cháu ra thì cũng không chờ được cái cháu về thì là không biết là Si là lấy về được bao nhiêu bao rồi nhỉ? Mấy thì tấn? Nó bảo là 150 bao mà. 150 bao à? Vâng. 150 bao thì một tấn là 20 bao. Thêm một tấn 20 bao, 10 tấn. 10 12 tấn dưới à? 12 tấn dưới rồi các bác, là 150 bao. À đâu? À 1 tấn là 20, 5 tấn là 100. À 7 tấn dưới chứ. 7 tấn dưới quá. Đấy. Được 7 tấn dưới rồi, vẫn chưa thể nào mà đủ được quá. Cái tốn kém nhất là cái chỗ móng này. Chỗ móng là cũng tốn đấy. Với cả cái lửa đấy. Thế là mới bị hôm qua là sáng nay cái này? Hôm qua mới bị rồi. Hôm qua là chiều à, tối à, đúng không? Vâng, à, chiều tối. Cũng là gần tối rồi. Gần tối mới bị. Gần tối mới bị á? Vâng. Thế ông bị tận đâu không? Bị tận chỗ nào? Bị tận trên rừng. Gần chỗ, có gần chỗ Quyết hôm trước đi nhặt hạt rẻ bị lăn đấy không? Vâng. Gần đấy á? Vâng. Ở đấy rừng sâu lắm à? Mà vâng. Đi lăn suốt thế. Vâng. Bây giờ biết bao giờ mới khỏi đấy. Bỏ cái thuốc này thì khoảng bao nhiêu thời gian thì khỏi không? Chắc là 2-3 ngày nữa. Nó chỉ bị lệch cái khớp đấy một tí vâng, thôi đúng không? Vâng, kiểu nó dập thôi. À, nó có bị sưng không? Có bị sưng không? Có mà, sưng đấy, bây giờ cái sưng từ đây. Ừ. Đây thì... Nó sưng lên trên này à? Cái này bình thường, trên này vâng.
Rồi, cái này thì cũng mong sao sẽ lành nhanh thôi các bác. Ừ. Như thế này thì thời gian bây giờ làm nhà là cũng là phải chạy đôn chạy đáo rất là nhiều. Đấy. Ừ. Thế là mùa này vẫn trên này vẫn có mật ong hả ông? Vâng. Ông ở trên cây đúng không? Mật ong khoái đấy à? Vâng. À thế là vẫn ở vẫn thi thoảng vẫn còn một tổ. Và đây là trong rừng già nếu mà đến mùa mà có mật ong đấy là nhiều lắm ấy nhỉ? Trên đấy. Vâng, mùa này nó kiểu nó mùa này ít rồi. Mùa này ít nữa. Trước nó nắng thì nó để đề phòng mùa này ăn mật ong. Vâng. Thế ông có lấy được về không? Lấy được về để bên kia còn chưa lấy được. Ông cũng lấy được về á? Vâng. Đâu để đâu? Để xem nào. Ở đâu ông lấy để đâu ấy? Kết vừa mà hơi bác em. Chị anh xem nào. Thì trong này à? Trong điếm này. À để trong xô tỏ cái á? Ừ. Vâng. Để xem nào. Có phải mật ong khoái không các? Ui nặng thế, để đây xem nào. Ui nặng thế. Trời ơi. Đây này, ra đây kiểm tra xem nào. Đây thì cũng không biết là tiên chứ. Tiên kiên rồi gửi cái gì không biết, mà là biết con ong vẫn ngon thôi. Đây ngồi xem là cướp. Đó, kiểm tra xem mật ong của ông Linh nhà. Ui đẹp thế ông. Ui đây này cô bác, đây là mật ong khoái rồi. Thỉnh thoảng nó thấy ai cùng đưa Quyết đi họp, nó thấy họ lấy về bán thì nó đúng rồi lấy về đây. Em lấy cho anh cái ba lô kia đi, ba lô để anh lấy cái găng tay để anh xem nào. Anh có găng tay trong ba lô ấy. Đây này cô bác, đây là mật ong khoái rừng này. Ui đặc sánh nhỉ. Thế là ui bây giờ hiếm lắm ông ạ, không còn mấy đâu, mùa này là hết rồi. Cái tổ kia nó thấy ở lâu rồi. Trên cây cao đúng không? Vâng. Trên cây cao mà nó bám cành cây đấy đúng không? Vâng. Đấy đúng rồi, mật thế là mật ong khoái rồi. Nếu mà cái loại mà nó chui vào trong hang với cả trong chỗ nào nó bị thủng ấy thì đấy là mật ong, nó mật ong khác, không phải mật ong này, thì mật ong khoái rồi. Vâng. Đeo tay về kiểm tra xem nào các bác. Không biết tiền của nó, không biết là tiếng kinh. Tiếng kinh về này, ông gì không biết. Mật này thì quá là xìm sò rồi các bác ạ. Thế là ông nhìn thấy lâu chưa hay là ông đi tìm mới thấy? Nhìn thấy lâu rồi. Nhìn thấy lâu à? Vâng. Từ tháng 7 rồi. Tháng 7 này. Đâu? Trông đặc sánh chưa các bác đây này. Cái miếng này cho các bác xem này. Đấy các bác đây này. Là mật ong khoái rừng này các bác. Ui, đây này, mật này. Quá là đặc sánh các bác đây này. Đó. Ui, để mà kiếm được mật như này thì khó lắm ông ạ. Vâng. Đây. Ui, bên dưới này còn mật nhiều lắm. Vâng. Đây này. Trước đây bây giờ để vào chai, đông chân các bác. Ui ôi. Quá là đặc sánh luôn các bác ạ, đây này. Đấy. Quay gần tê xem nào, gửi gần đi. Đấy. Đây này các bác. Ui, quá là đẹp. Cái này mà ngâm thì thôi rồi. Ừ. Ô. Này là khoảng mấy cân đấy ông nhờ? Rồi, chắc là được 2-3 lít cháu. Ừ. Cái này nếu mà vắt nguyên mật thì không được 2-3 lít đâu. Ừ. Ít. Mật mùa này nó ít rồi, nó không được nhiều mật đâu. Ừ. Đấy. Đâu, ăn thử xem nào. Biết ăn không? Nào. Biết ăn... thử xem nào. Biết ăn ít rồi. Ăn ít nhiều. Đây, ăn một miếng nhỏ thôi. Đấy. Cháu Khương cũng ăn thử luôn. Đấy, ông ăn, tự ông ăn đi, ông lấy về ông ăn trước đi. Vâng. Không bị độc thì sao? Ông ăn vâng. đi. Vâng. Sao đây mà. Ông lấy về ông phải ăn trước chứ. Để cho người khác còn dám ăn chứ. Vâng. Đấy cô bác ạ, đây là mật ong khoái rừng này. Đấy, nhìn trong rất là nhiều mật quá. Cháu cũng thử một miếng xem sao. Bây giờ mời các bác cùng thử cái mật ong khoái của ông dì của bác nhé. Ừ. Ủa, ngon thế. Vâng. Cái này mật ong khoái 100% các bác. Mật ong khoái rừng. Cái này mà thì bác có khả năng là được vài cân đấy. Đấy, vâng. Giờ trong này cũng rất là nhiều mật này các bác. Đây. Bây giờ nó đang tràn xuống đây này các bác này. Này phải lấy cái
cái rẻ hoặc là cái khăn xô ấy để lọc ra. Đấy, chứ không lấy cái màn kia để mà để lâu ấy ông, thì là ông phải làm sao để tách hết cả cái bá của nó ra. Vâng. Không để trong đấy nó bị chua ấy. Vâng. Đấy, đấy nguyên mật thôi, đấy cái gì lọc á. Vâng. Ừ. Tôi mới đã khoái này thì hiếm lắm rồi các bác, mùa này là hầu như là không còn nhiều rồi. Mùa này ít mà. May mắn lắm thì mới tìm được một tổ thôi ở trong rừng. Vâng. Sâu này ấy. Còn may ra nếu mà ở chỗ khác mà các anh em thợ ấy đi săn lùng ấy thì là không còn nữa rồi. Vâng. Thì này cháu mang về nhá. Được. Cháu mang về nhá. Vâng. Cháu cũng lấy mang đi bán giúp ông nhá. Vâng. Nếu như mà các bác mà ủng hộ ấy thì cháu sẽ bán hộ và mang cái số tiền đấy về cho ông để là cho bà Quý làm nhà. Vâng. Nhá. Vâng. Bây giờ hiện tại thì nhà cháu cũng đang ở trên nhà cũng đang còn mấy lít nữa. Vâng. Thì cháu sẽ mang cái này để đi vắt. Vâng. Và cho vào chai để nếu như mà Tết này mà các bác mà ủng hộ ấy thì cháu Cương sẽ bán cho hai ông cháu luôn. Vâng. Nhưng mà ông khoái đấy thì khả năng là rất là hiếm rồi các bác ạ. Mong sao sẽ được quý các bác anh chị ủng hộ hai ông cháu để cho hai ông cháu có thêm được cái nguồn kinh phí để mà làm nhà ấy các bác đây này. Đông các bác có thể quan sát thấy đây này, rất là đặc sánh luôn này các bác. Đấy. Ăn rất là ngon này. Đấy, cái này mà đi mang đi làm thuốc từ mùa này là dùng đến rất là nhiều. Thứ nhất là trẻ con hay bị ho ấy, pha cái nước này với cái mật này với nước nóng mà uống ấy, thì rất là tốt. Vâng. Đấy, nhiều công dụng lắm, cái mật ong khoái rừng đấy. Vâng. Đặc thù của nó là cái mật ong ong khoái này thì là không ai nuôi được các bác, nó ở trong rừng già là tự nhiên đấy. Vâng. Không ai nuôi được đâu, chỉ có là nó tự làm tổ thôi, nuôi là nó không ở đâu, không như kiểu mật nuôi kia đâu ông ạ. Vâng. Cái loại này nó ở rừng già đấy, con nào cũng luôn đây thì nó chỉ ông có để lại một ít không hả? Ông có để lại một ít rồi hay là mang cháu đi mang bán hết? Để mang cháu đây cũng thỉnh thoảng thấy mà. Này cháu mang đi vắt xem là được bao nhiêu nhá. Vâng. Có thể là được 1-2 lít đấy. Ừ. Cháu cũng vâng. Bán là giúp bà chú lấy đi. Vâng. Để được bao được vài xu cơ. Bằng đấy. Ngon. Cái nhận thằng ngon. Lâu lâu mới có một tổ như này thôi các bác ạ. Vâng. Nếu như mà cái này thì cháu để nguyên như này. Nếu như mà các bác mà muốn lấy cả cái thùng này thì cháu cân lên xem là được bao nhiêu cân đấy. Thì là gửi cho các bác luôn. Còn nếu như mà các bác mà muốn nguyên lấy nguyên mật thì cháu sẽ bắt ra các bác. Thế thì cháu Khương nghĩ bây giờ nếu mà cháu đăng tải cái các phim mà chia sẻ về cái mật ong của ông ấy thì không nhanh là có người lấy luôn rồi các bác. Thế nếu như mà các bác muốn lấy thì có thể liên hệ với cháu Khương nhanh nhất có thể nhá. Có thể là cháu Khương còn biết lối, có thể là gửi cả sáp cho các ông các bà tự ngâm thuốc. Còn có thể là nếu như mà các bác mà muốn lấy nguyên mật thì cháu Khương sẽ bắt ra và gửi cho các bác ấy. Còn này thì bây giờ ông đang bị đau chân như này thì rất là tội quá. Cháu sẽ mang đi để giúp ông đi bán. Làm sao để cho ông có cái nguồn kinh phí. Thế nhưng mà hôm sau mà ông tìm thấy lại để nhà cho cháu nhé. Cháu mang đi bán. Được. Ừ. Vâng. Các cháu về đây thì nó để có cái gì? Có cái gì để nó để cho cháu? Vâng. Đây là đây cái nắp. Lấy ông cháu lấy cả cái xô này đi nhá. Vâng. Lấy cái xô này đi về xong là hôm nào cháu bán hết mất xong là cháu mang cái xô lại cho. Vâng. Đấy các bác, bây giờ thì ông cũng đang bị đau chân như thế thì cũng không làm được cái gì các bác ạ. Lên quanh nhà thôi. Cái công việc nặng thì còn rất là nhiều. Hôm nay thì lên trên kia thì mới ra đến trên kia thì là bố em Quyết là đang đi dọn dẹp ở trên kia. Và ông đã bị đi lấy mật ong và bị đá nó lăn xuống và bị trẹo chân này, đây là đang phải bó thuốc nam. Mong sao sẽ lành nhanh cho ông để ông còn tiếp tục cái công việc. Bây giờ làm nhà rất là cần đến ông quá. Còn nội dung video tại đây thì cháu cũng xin phép là khép lại cái video tại đây. Và cháu Khương mong sẽ tiếp tục nhận được sự chiều duyên của tất cả quý cô bác anh chị gửi đến cho hai ông cháu để làm sao cho hai ông cháu có thêm nguồn kinh phí để làm sao làm cái ngôi nhà hoàn thiện nhất trong Tết năm nay các bác. Và bây giờ thì cháu Khương cũng xin phép là khép lại video tại đây. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Khương để trao tặng những tấm lòng bạc đến với
em cháu cũng như là hoàn cảnh ở trên vùng cao đấy các bác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Xin chào các bác. Nào Quyết này. Con chào cô các bà. Ông. Xin chào các anh các chị ạ. Cháu Khương xin chào các bác. Ngày hôm nay thì cháu Khương lại tiếp tục mà giới thiệu với tất cả các bác là hôm nay cũng có cái gian hàng nhỏ nhỏ của cháu Khương. Và hôm nay thì cháu cũng xin giới thiệu với tất cả các bác. Và ngồi bên cạnh của cháu Khương là hai bạn nhỏ. Đây, em chào các bác đi. Con chào các bà. Quyết à? Con chào cô các bà. Đây. Đây là cái sản phẩm đầu tiên. Cái sản phẩm này là mật ong khoái rừng này các bác. Đây là mật ong khoái thì cháu Khương cũng đã thu mua về. Và cái hai chai này thì bây giờ là cháu có còn đúng hai chai này thôi các bác ạ. Cũng gần hết rồi. Thì mong quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ cháu Khương. Đấy là cái sản phẩm đầu tiên là mật ong khoái rừng. Cái sản phẩm thứ hai là chè san tuyết này các bác. Đây là chè san tuyết cây cổ thụ ở trên Hà Giang này này. Thì cháu cũng có bán ở trên kênh. Đấy, còn ngoài ra thì thứ ba là cái sản phẩm là chối hột này các bác. Đây là chối hột hôm trước thì cháu Khương với cả em Hiền là đi trên rừng già lấy về ấy. Thì bây giờ đã được phơi khô là đóng gói như này rồi các bác ạ. Đó. Còn cái sản phẩm thứ tư là măng miếng này. Đây là măng măng nứa này các bác. Đây là măng nứa là cháu cũng đóng gói như này rồi. Đây là măng nứa. Là đây là măng miếng này. Còn thứ hai nữa là măng dối này các bác. Đây này, đây là măng dối này. Là có hai loại, còn loại này là xé ra rồi, còn này còn nguyên này các bác. Đó. Còn cái sản phẩm thứ năm đây các bác, đây là cái sản phẩm là nấm hương rừng này các bác. Đấy, đây là nấm hương này. Đây là sản phẩm thứ năm. Còn ngoài ra thì còn có cả miến này các bác. Đây là miến rong ở trên Hà Giang của cháu Khương này. Đây là cũng một gói như này là 1 cân 1 này. Đây là miến sợi bé, là miến rong. Còn miến rong to là sợi to như này này các bác này. Đó. Đó, cũng khá là nhiều sản phẩm. Bây giờ thì đây là mộc nhĩ này các bác. Mộc nhĩ thì cháu Khương cũng có phơi khô rồi. Bây giờ cũng đóng gói hết rồi các bác ạ. Đấy, còn ngoài ra cái sản phẩm cuối cùng là sản phẩm hạt dồi này. Hạt dồi này là cháu có đóng thành lọ một rồi các bác. Một lọ đây là một lạng. Là cũng được hơn 200 đến 300 viên đấy các bác. Đấy. Đây là để gia vị ở các món ăn rất là thơm này các bác ạ. Ở trên đây là cái gian hàng nhỏ nhỏ của cháu Khương. Cũng mong là được quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ cháu Khương để cháu Khương có thêm cái nguồn kinh phí để đi chia sẻ những cái hoàn cảnh vùng cao ở trên này còn rất là thiếu thốn đấy các bác. Và bây giờ thì cháu Khương xin mời quý cô bác anh chị sẽ tiếp tục theo dõi video ạ.